Tô Lâm trả tự do sớm cho Trần Huỳnh Duy Thức, tín hiệu cởi mở hay món quà đổi trác? Vào ngày 21 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tới Mỹ để tham dự kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thăm nước Mỹ và thăm cấp nhà nước đến Cuba. Trước đó ít giờ, tù nhân đương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người đang chịu bản án 16 năm tù giam, đã được trả lại tự do vào đêm 20 tháng 9, trước thời hạn 8 tháng. Động thái này diễn ra chỉ chưa đầy một ngày trước chuyến thăm Mỹ của ông Tô Lâm. Ngoài ông Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Nam cũng trả tự do cho bà Hoàng Thị Minh Hồng, một nhà hoạt động môi trường của Việt Nam, giám đốc Trung tâm Hành động Liên kết vì Môi trường và Phát triển, và là người được tạp chí Forbes bình luận là một trong 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất trong năm 2019. Ông Trần Huỳnh Duy Thức là một nhân vật có tư tưởng cải cách. Trước khi bị bắt vào năm 2009, ông là tổng giám đốc công ty dịch vụ điện thoại Internet OC. Ông Thức bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 5 năm 2009 sau khi bị tuyên 16 năm tù và 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nếu không được trả tự do trước thời hạn, ông Thức sẽ phải thụ án đến cuối tháng 5 năm 2025. Ông Trần Huỳnh Duy Thức là một nhà hoạt động dân chủ nổi bật của Việt Nam và cũng là người sáng lập tổ chức Con đường Việt Nam. Ông Thức bị cáo buộc là nhân vật đầu tiên trong vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cùng với các vị án khác bao gồm Lê Thăng Long, Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung. Cả ba người này đều đã được trả tự do từ trước, cách đây nhiều năm. Trong suốt 15 năm thụ án, ông Trần Huỳnh Duy Thức đã bị giam tại nhiều trại giam khác nhau. Ông Lương cương quyết không chấp nhận ra nước ngoài tị nạn, cương quyết không nhận tội được xem xét giảm án, với lý do ông luôn khẳng định mình không có tội. Trong nhiều năm, nhiều tổ chức nhân quyền cũng như các quốc gia phương Tây đã hối thúc chính quyền Việt Nam trả lại tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, cùng với các nhà hoạt động nhân quyền khác đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam chỉ vì lên tiếng ôn hòa cho các hoạt động tự do, dân chủ của họ. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam lại luôn phớt lờ các ý kiến này. Theo một số ý kiến, hành động trả tự do sớm cho ông Trần Huỳnh Duy Thức và bà Hoàng Thị Minh Hồng của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy có những tín hiệu cởi mở hơn. Sau hơn 8 năm trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm bị đánh giá là một bộ trưởng hà khắc. Bởi đây là một giai đoạn mà nhà nước Việt Nam đã lên tiếng và đàn áp thảm khốc nhất đối với các tiếng nói phản biện, các hoạt động đòi tự do, dân chủ và các tổ chức xã hội dân sự. Tuy nhiên, đa số ý kiến, trong đó có ý kiến của giới đấu tranh cho tự do nhân quyền khẳng định rằng không có gì gọi là sự cởi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm, mà thực chất việc trả tự do sớm hơn hạn định ít tháng đối với ông Thức và Hà Hồng chỉ để là làm quà cho chuyến thăm Hoa Kỳ nhằm xoa dịu chính phủ Mỹ về sự đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Đây là vấn đề hoàn toàn không mới với nhà nước Cộng sản Việt Nam. Họ thường dùng các tù nhân đương tâm để làm món quà đổi trác trước các sự kiện quốc tế quan trọng hay các chuyến thăm viếng quốc tế. Ông Trần Huỳnh Duy Thức mới cho biết ông bị cưỡng bức phải nhận đặc xá. Ông từ chối không nhận đặc xá và không chịu rời khỏi nhà tù. Cuối cùng, ông bị cưỡng bức khiêng ra khỏi cổng nhà tù trước sự phản đối của các anh em tù chính trị ở đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tô Lâm trả tự do sớm cho Trần Huỳnh Duy Thức, tín hiệu cởi mở hay món quà đổi trác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Phải chăng chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm thất bại từ khi chưa khởi hành? Người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, được cho là đang tìm cách đưa Hà Nội thoát khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh. Từ trung tuần tháng 8 năm 2024, ông Tô Lâm đã thực hiện chuyến thăm Trung Quốc sớm hơn để chuẩn bị cho chuyến công du Hoa Kỳ rầm rộ, tương tự chuyến thăm Bắc Kinh. Tuy nhiên, có lẽ sự thất thế của ông và phe cánh trên chính trường trong những ngày này đã báo hiệu rằng chuyến đi của ông sẽ diễn ra không như kỳ vọng. Truyền thông nhà nước Việt Nam vào ngày 19 tháng 9 đưa tin ngắn gọn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ vào tuần tới để tham dự khóa họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York,
sau đó ông sẽ thăm cấp cao nhà nước tới Cuba. Tuy nhiên, thông báo của Thông tấn xã Việt Nam đã không cho biết cụ thể về khung thời gian và các hoạt động của chuyến thăm, cũng như không đưa ra nội dung chi tiết về những hoạt động của ông Tô Lâm trong thời gian ở Mỹ. Theo một số ý kiến, điều đó đã cho thấy hình như có một sự cố ý làm giảm nhẹ tầm quan trọng một cách có chủ ý của Ban Tuyên giáo Trung ương do tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đứng đầu. Trong khi đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vẫn khẳng định tại Liên Hợp Quốc, ông Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn quan trọng đối với hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới. Một vấn đề công luận quan tâm liệu ông Tô Lâm có gặp đương kim Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến thăm này hay không. Trước chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm cũng có tin cho rằng phía Hà Nội đã lên kế hoạch để ông tiếp xúc với Tổng thống Mỹ Biden và cựu Tổng thống Donald Trump nhân chuyến công du lần này. Nhưng mới đây, luật sư Vũ Đức Khanh đánh giá ngoại giao Việt Nam đã thất bại khi không đạt được thỏa thuận cần thiết với giới chức ngoại giao Hoa Kỳ để thiết kế một chuyến thăm chính thức trong Tô Lâm. Theo nguồn tin riêng của luật sư Vũ Đức Khanh, vào giờ chót, Tổng thống Biden đã từ chối tiếp ông Tô Lâm với những yêu sách do phía Mỹ đưa ra đã bị Hà Nội cố tình trì hoãn. Cụ thể, ông Tô Lâm ở phe cánh chưa chứng minh được quyết tâm thay đổi là điều mà giới chức Hoa Kỳ kỳ vọng, cũng như chính sách đối ngoại của Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay vẫn nghiêng về Bắc Kinh nhiều hơn. Cũng theo nguồn tin nêu trên, giới chức của Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn tiếp tục nỗ lực thu xếp một buổi gặp giữa ông Biden và Tô Lâm bên lề các cuộc gặp gỡ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong trường hợp xấu nhất, Ngoại giao Việt Nam có thể dàn dựng để ông Tô Lâm xuất hiện chung với ông Biden tại bữa tiệc Tổng thống Mỹ chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này. Tuy nhiên, giới thạo tin từ phía Việt Nam khẳng định vì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ giữa hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, nhưng Tô Lâm không mặn mà lắm với chương trình gặp gỡ và làm việc với giới chức lãnh đạo của Đảng Dân Chủ đang cầm quyền. Vào ngày 19 tháng 9, truyền thông nhà nước công bố thông tin tập đoàn Trump thuộc sở hữu của gia đình ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét cơ hội đầu tư vào tỉnh Hưng Yên là quê hương của ông Tô Lâm. Theo đó, đại diện của tập đoàn bày tỏ mong muốn hợp tác đầu tư tại tỉnh Hưng Yên một dự án xây dựng khách sạn Sun Gold, tổ chức vui chơi giải trí. Người ta không biết câu chuyện này có ảnh hưởng gì đến việc không có cuộc gặp giữa ông Tô Lâm và ông Biden hay không. Tuy nhiên, nếu thật sự Tô Lâm thất bại trong chuyến đi Mỹ sắp tới, thì nguyên do chủ yếu có lẽ là do thiếu sự đồng thuận từ phe quân đội. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin phải chăng chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm thất bại từ khi chưa khởi hành. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin.